Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019. Rất vui khi được trở lại với quý vị trong video clip này. Lời đầu tiên rằng chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một lời chào và một lời chúc tốt đẹp nhất. Và sau đây thì cửa hàng chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một bộ tứ quý được khảm ốc Singapore cũ tái chất liệu bằng gỗ vụ, hàng siêu VIP và đỉnh cao của cửa hàng đồ cũ Quý Tuấn. Dành từ quý bộ tứ quý này, kích thước là chiều cao của mỗi bức là cao là 1m17 và nhân chiều ngang là 37 phân, và tấm ván khảm là dày 1/7 liền một tấm. Và bộ tranh này thì đã được cửa hàng chúng tôi là hoàn thiện kỹ, si sáp và đánh một cho lượt mượt vec ly bóng mờ theo đúng đánh cổ truyền các cụ cha ngày xưa. Thì quý vị nào mà quan tâm đến một trong những cái bộ tứ quý hàng siêu VIP như này thì liên hệ trực tiếp với cửa hàng chúng tôi trong số điện thoại 0985 230 88, hoặc quý vị có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo đúng cái số điện thoại trên màn hình đây để lấy thêm thông tin và cái hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của cái sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Và sau đây thì không phải để quý vị chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đi vào đường dây lớp tiếp nhất của bộ trình tứ quý siêu VIP này. Xin mời quý vị. Đây là tổng thể của bộ tứ quý Mai Lan, đây còn là Mai Lan Cúc Trúc đó. Đây là một trong những bộ tứ quý cực là đẹp và đẳng cấp luôn. Và hiện tại thì chúng tôi đang quay thời điểm là 5 giờ kém 15 đó, trời gần như là tối rồi mà trời gần nặng rồi đó. Và đây, đầu tiên thì chúng tôi sẽ quay cho quý vị xem cái bức mai đầu tiên đó. Đây là quý vị có thể xem là đây, tất cả đây đều là nguyên liệu ốc Singapore đỏ lửa vàng chanh xanh thiên lý cực đẹp luôn. Và trên mỗi bức tranh này là một bài thơ tượng trưng cho một mùa. Tôi quay một lượt review một lượt để cho quý vị có thể là cảm nhận được mỗi một tấm chi tiết, và ngoài khung thì khung chặt bút trúc nó cực đẹp luôn. Và đây tôi xin quay chậm chậm, ở dưới này là cắt những chú chim đấy, những nhát ốc đây quý vị có thể cảm nhận là cắt nét cắt tỉa tách, và những cái chất ốc nó toàn là đỏ lửa vàng chanh thôi, nó cực kỳ đỉnh cao từ những bông hoa mai như từ những cái thân cây tạo hóa ra cực đẹp luôn. Đây là ngón tay của tôi đây, để cho quý vị có thể cảm nhận được là cái đường nét của cái bức tranh này. Đó, bức mai rất là đẹp luôn, đẳng cấp luôn. Cắt đẹp từ những cái hàng chữ, đó những hàng chữ chữ cắt nghe ngắn, và những cái đường diềm chạy quanh đây, cắt cũng rất là kỹ thuật. Đó, đây là bức mai. Quý vị có thể thấy là cắt cực đẹp luôn. Và đây, bức tiếp theo là bức bức lan. Đây tôi quay review thật chậm cho quý vị xem bức lan. Đó, rất là có hồn và sống động, cực sinh động luôn. Đây là tổng thể của cái bức lan cũng như bức mai bên kia. Đó, trên này trên mỗi bức này là có một bài thơ, chữ nét cắt tỉa thì nghe ngắn rõ nét. Và đây, bức lan này quý vị có thể cảm nhận là ốc cực là đẹp và đẳng cấp luôn. Cảm nhận từ những chú bướm, có từ những cái mỏm đá ra mọc ra những cái nhánh lan, những cành hoa lan. Đấy, những cây hoa lan này mọc ra những cái hoa lửa rất là đẹp và kỹ thuật. Đó, tôi quay xa một chút cho quý vị xem. Những cái lá lan vắt vẻo theo chiều gió, cực kỳ là sinh động luôn. Đó, như là cây hoa lan thật. Đó, và nguyên liệu ốc thì toàn là ốc Singapore để quý vị xem, tôi quay rất là sát để cho quý vị xem. Đây là trần nước ốc luôn, chúng tôi không có bất kỳ hình thức là màu mè gì cả. Cho nên là quý vị có thể là đến trực tiếp cửa hàng chúng tôi để xem thực tế cái sản phẩm này một cách chân thực nhất. Và đây bức tiếp theo. Bức tiếp theo đây là bức cúc. Đó, đây tôi quay thật chậm cho quý vị xem toàn cảnh bức trúc. Từ trên xuống dưới quy xì như bức kia. Đó, bức cúc này. Bộ này chúng tôi vừa mới cho thợ là hoàn thiện xong và sưu tầm được, thì hiện tại đang trưng bày tại cơ sở đồ gỗ cũ Quý Tuấn. Quý vị có thể đến trực tiếp tại cửa hàng để chiêm ngưỡng những món sản phẩm đỉnh cao như đây. Đây là nguyên liệu ốc của cái bức cúc này, quý vị có thể cảm nhận đây từ những chú gà. Đó, từ những chú gà đây. Và những cái cây hoa cúc ra rất là đẹp luôn. Đó, đẳng cấp. Ở đây cái bức tiếp theo là bức trúc. Tôi quay cái bức trúc tôi quay review thật từ cho quý vị xem. Từ khung, từ trong nước khảm, tất cả mọi thứ đều nguyên lành đến 98% và không bong bật. Bức tranh này không bong bật, bong chóc một chút nào cả. Gỗ là thì lành lặn tuyệt đối. Đó tôi, quý vị có thể cảm nhận đây. Rất là đẹp luôn, từ thân cái trúc, lá trúc ra. Và tôi xin quay lại toàn cảnh một lần nữa để cho quý vị có thể ngắm nhìn được cái bộ tranh siêu VIP này. Thì ngoài cái bức tranh này ra, thì cửa hàng ngoài bộ tứ quý bức tranh siêu VIP này ra, thì cửa hàng chúng tôi còn bán rất nhiều những món sản phẩm khác như sâm cụ, tủ tre. Và bạn đến các bạn có thể vui lòng đến trực tiếp tại cái địa chỉ là nhà 33 đường Đại Thủ 2 đang tương Hà Nội để có thể chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn những món sản phẩm mà cửa hàng của tôi trưng bày.
sau đây tôi xin phép được dừng cái video clip ở đây. Quý vị xem video của chúng tôi thì nhớ đừng quên chúng tôi một like, một chia sẻ và đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cúc Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những sản phẩm mặt hàng về mới nhất và thường xuyên nhất. Và cảm ơn quý vị đã bỏ ra từ 5 đến 7 phút để theo dõi video clip.